Hello, welcome back to my channel Stars Gallery Traffic Reader. OK. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ hai. Let's go.
Oh my god. What's up, bro? Okay, Shiba Horo. Let's go. OK, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ tư. GTA. Hey, hey, so there he is, huh? I got you a nice little place to stay, Tony.
This is it, Tony. Home sweet home. Let's go. Now take me to my place. Okay, for a video, mình sẽ chuyển sang cái đó. Go to the Vice City. Let's go. Mình sẽ vào lại xem, đang lỗi rồi. Okay, let's go. Tommy Vercetti. I poked my head out of the gutter for one freaking second and fate shovels shit in my face. Go get some sleep. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. Ở đây các bạn có thể đi bằng ô tô hoặc các bạn có thể đi bằng một chiếc xe máy. Rồi mình sẽ đi xe máy đi. What you got? Ah!
get some sleep, he says. Namaste. Let's go. Ở đây thì các bạn sẽ phải đi thay một bộ đồ quần áo. Handsome. Okay. Tiếp tục là cửa teo ba. Let's go. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. Let's go. Place right here. Let's get off the street and find a change of clothes. I know this guy. He's connected. His name's Luigi. Me and him go back, so I can probably get you some work. Come on, let's head over there. Let's go around the back and use the service door. Đúng ghi cơ. Ở đây các bạn sẽ đón một cô gái. Rồi, lên xe thôi.
Så okay. Okay, næste. Bobare, assassin. Thing. Thank you.
một anh chàng cầm bom. Đây đây. Hello to the woman with the request. Xem cô ta đưa cho ai. Chẳng lẽ tiêu diệt cô ta. Oh my God. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang được cái tiếp theo. Ở phase S. Sector S. Vượt thôi.
Okay, let's go. Så vi var videre til min situation, sånn at jeg dutter. Det var fast, nei. Let's go.
Okay, Russ, Rowdy 3. Mexico. Và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.